Hello các bạn. Đây là cây bông lan. Màu nó rất là tươi. Màu này nó có vẻ cam mà nó ánh ánh vàng. Màu này mình nghe chị Tiền nói là nó tên là Đà Lạt. Hôm bữa chị Tiền mua về là nó còn búp như thế này nè mọi người. Bữa nay nở rồi. Cái cánh nó cũng giống cái Land Rover của mình. Cái nhị ở giữa nó lan lan màu đỏ. Mọi người xem nó lan lan màu chấm chấm đỏ này. Cái búp đặc biệt cái lá khá là dày và cứng, lá màu xanh đậm. Mấy cái này là vỏ thông nè mọi người. Cái này là vỏ thông. Cái loại lan này nó có ngấn cái muối, nó giống như là cái bẹ lục bình, cái muối lục bình nhìn thấy thương. Cái chùm bông bên đây nè, cái nhị chính giữa lúc nó mới nở thì mình chưa có thấy màu đỏ, nó chưa có nở bung ra. Còn cái hoa bên đây nở bung ra rồi mọi người, màu cam đậm lên. Rồi cái nhị giữa nó lan lan màu đỏ ở chính giữa. Mọi người thấy nó khác nhau. Lúc mới nở ra màu cam vàng nhạt nhạt, dạng như cam đất vậy đó. Xong rồi phía bên đây bông bung bự ra thì màu cam đậm. Đó, mình vừa quay review sơ lược cái bông hoa lan Đà Lạt. Chị Tiền bảo tên là Đà Lạt. Nó còn có tên gọi nào khác thì mọi người hãy góp ý giúp mình, góp thêm thông tin cho mình để mình được biết thêm. Cảm ơn mọi người đã xem video về cái bông em review nha. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Bye bye. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.